Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một thương hiệu loa rất là nổi tiếng. Đây là một thương hiệu loa của Anh Quốc và được người Nhật sản xuất. Đó chính là thương hiệu Living Audio. Hãng Living Audio là một hãng đến từ Anh Quốc và có sự hợp tác với cả người Nhật. Cặp loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là cặp loa có model cực kỳ hiếm ở trên thị trường Việt Nam cũng như là trên thị trường trên thế giới, số lượng không có nhiều. Đó chính là cặp loa Living Audio có model là CE500. Khi mà chúng ta nghe những bài hát, ấn tượng mà chúng ta thấy rõ ràng nhất đó chính là cái phần trung âm của cặp loa này cực kỳ xuất sắc, nó rất là dày. Tiếp theo đó thì cái dải trầm của cặp loa này cũng rất là ấn tượng, rất là sâu, đánh rất là uy lực. Chúng ta có thể nhìn qua, tất cả thùng vách của nó đều được làm bằng gỗ, màu sắc của nó súng màu theo thời gian, có những cái vết xước theo thời gian còn nguyên. Anh em có thể nhìn. Một cặp loa mà chúng ta rất ít khi gặp ở trên thị trường, rất ít khi gặp anh em ạ. Đây, đây là e-căng của cặp loa, zin nguyên bản. Living Audio. Đây. Và đây là mặt sau lớp e-căng. Đây, khung của nó khung gỗ anh em nhé. Anh em có thể nhìn qua khung gỗ. Đây là e-căng của chiếc loa bên phải. Và tiếp theo đây là e-căng của chiếc loa bên trái. Living Audio, một thương hiệu đến từ Anh Quốc hợp tác với cả người Nhật sản xuất ra những cặp loa mang thương hiệu Living Audio. Ở trong này còn nguyên lớp bụi, mình vẫn để nguyên cái căng zin anh em nhé. Như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình, cặp loa này nó sở hữu 3 đường tiếng. Mình chưa lau chùi một cái gì đâu nhé, vẫn để nguyên như vậy. Một chép anh em nhìn này, được bọc ở ngoài bảo vệ bằng một tấm lưới kim loại. Tiếp theo đây là trung. Đây là loa trung, anh em nhìn. Ở giữa thì có một cái xốp hay là mút gì đấy, đại loại như vậy. Tiếp theo sở hữu bát 27. Mình vẫn để nguyên, không có lau chùi một cái gì cả, vẫn để mốc nguyên như vậy. Đấy, mang của nó là bằng giấy. Gân của nó là gân vải. Mềm nhũn luôn. Living Audio model CE500. Đây là chiếc loa bên phải. Cũng vậy, súng màu theo thời gian, xung quanh được lạng bằng gỗ. Sử dụng một loa chép có màng bảo vệ bằng một tấm lưới kim loại. Và một loa trung. Đây, bằng một loa trung. Và một bát 25 gần vải màng giấy. Trọng lượng của cặp loa này rất là nặng anh em ạ. Hôm nay mà anh em nào mà chơi đĩa than thì chúng ta nên lưu ý cặp loa này. Tại vì cặp loa này nó cho một cái dải trầm rất là tốt và cái phần trung âm của nó rất là dày. Việt Vinh rất là ấn tượng anh em ạ. Và phía dưới của lá bát thì chúng ta có thể nhìn tiếp, nó có những nút tinh chỉnh mà chúng ta rất ít khi gặp ở trên những cặp loa mang thương hiệu Living Audio. Anh em nhìn này, đây là những con vít tinh chỉnh dải trung và tinh chỉnh dải chép. Ở bên này cũng vậy, tất cả đều được ký hiệu viết bằng tiếng Anh. Miếng tem mà để chú thích này bằng kim loại, bằng nhôm. Chép và trung. Đấy, chúng ta nhìn rất là ấn tượng khi mà chúng ta nhìn vào phần mặt sau. Zin nguyên bản anh em nhìn đi chưa? Quá là đẹp luôn. Một cặp loa cổ mà như này thì quá là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, thùng vách rất là chắc chắn, rất là dày. Anh em nhìn này, cái phần nắp hậu của nó này, nó dày với tấm 7 phân này anh em ạ. Anh em nhìn thấy chưa? Dày chưa? Đây là tem mác Living Audio Sidley Electric Company Limited, được sản xuất tại Nhật Bản. Living Audio. Ở dưới này này, Living Audio model CE500. Đây, những con ốc này anh em nhìn này, dỉ theo thời gian. Rồi, đây là chiếc loa bên phải. Cũng vậy thôi anh em. Mặt hậu màu đẹp xuất sắc luôn. Chất tiếng của cặp loa này cực kỳ hay luôn anh em ạ. Living Audio CE500. Mọi cái thì nó giống bên kia. Đấy, model CE500 anh em nhìn thấy chưa? Số series của nó là 108037.
chiều cao của cặp loa xe 500 Living Audio này nó có chiều cao là 52 cm. Chiều ngang của cặp loa này rất ấn tượng, 32 cm. Và chiều sâu nếu mà tính đến mặt e căng 26 cm. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm tuyệt vời của cặp loa Living Audio. Cặp loa mô này là xe 500 và hiện tại Việt Vinh đang ghép cùng chiếc âm Linux A7. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi đã quen rồi em. Giang dở trong tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi đã quên rồi em khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Duyên tôi duyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dần đời mau đổi thay. Đường xưa vắng tiêu điều, phòng côi vắng điều hiu. Đêm sầu đi trong nỗi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đêm bao. Một chất âm rất là tuyệt vời đúng không ạ, mà chúng ta rất ít khi gặp ở trên những cặp loa cổ, rất là hay. Và giá bán ở cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt, với giá chỉ có 6.500.000 đồng. Và anh em nào yêu thích cặp này liên hệ với cặp Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh Thái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Người đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu ơi, còn đâu giờ đây xin giã.